Cao thủ Hạ Sơn, ta là tiên nhân, Lý Dục Thần. Tập 69. Bên dưới yên tĩnh trong vài giây. Tiếp đó, một tràng ồn ào nổ ra như thể rồi cháo bị nổ tung vậy. Mọi người đều nghĩ rằng Châu Khiếu Uyên sẽ đề cử mình hoặc con cháu nhà họ Tiêu, không ngờ lại là Lý Dục Thần. Ông Châu, ông phát thiệp mời anh hùng, không phải là mời Võ Lâm Thiên Hạ thảo phạt Lý Dục Thần sao? Sao lại biến thành cho cậu ta làm minh chủ Võ Lâm rồi? Đúng vậy, ông Châu, không phải ông bị thương bởi Lý Dục Thần sao? Ông Tiêu, ông cũng muốn đề cử Lý Dục Thần ư? Tôi nghe nói cậu chủ Tiêu bị Lý Dục Thần đánh tàn phế, có thật không vậy? Lý Dục Thần giết người vô tội, không hề có võ đức, đừng nói là minh chủ Võ Lâm, tôi thấy cậu ta vốn không xứng với danh hiệu tông sư luôn. Không sai, nhà họ Phan ở thành phố Long, nhà họ Liễu ở thành phố Dũng đều bị cậu ta diệt môn, hành vi như vậy chẳng khác gì yêu ma, chúng ta nên thay trời hành đạo, giết chết tên ác mà này, sao còn có thể chọn cậu ta làm minh chủ. Còn có chuyện cậu ta vào trụ sở Hiệp hội Võ Đạo Hoa Đông, giết chết ba tông sư là Nghê Hoài Kỳ, Hoàng Phủ Hiền, Dương Nguyên Tấn nữa. Hôm qua cậu ta còn ở Trấn Châu Môn, giết chết ông cháu tổ tôn Hoàng Phủ Ngạn ngay trên phố. Mọi người người một câu, tôi một lời, hỗn loạn chỉ ra tội lỗi của Lý Dục Thần. Châu Khiếu Uyên cũng không ngăn cản, mặc cho mọi người nói. Dù sao thì nói đi nói lại cũ inh chỉ có mấy chuyện đó, một lúc lâu sau, có lẽ là nói mệt rồi nên mọi người bắt đầu yên tĩnh lại. Châu Khiếu Uyên rất rõ những người này thực sự phản đối không phải vì Lý Dục Thần vô đức, mà là vì Lý Dục Thần còn trẻ. Mọi người không thể chấp nhận một người trẻ tuổi hơn mình ngồi ở vị trí cao mà mình không thể với tới. Vì vậy, thường thì bầu cử chỉ là hình thức, trên thực tế đều dựa vào thâm niên và thứ bậc. Khi một ông già đã vất vả cả đời ngồi ở vị trí cao, ngay cả khi ông ta chỉ ngồi không hưởng lương, những người bên dưới cũng có thể chấp nhận. Bởi vì những người hưởng lợi từ quyền lực hiểu rằng, miễn là quy tắc này vẫn tiếp tục, ngay cả khi năng lực của ông ta tầm thường, ông ta cũng có thể dựa vào thâm niên để leo lên. Còn những người bình thường cũng có thể chấp nhận bởi vì hầu hết mọi người vốn dĩ đều tâm thường. Dù sao thì bọn họ cũng không thể leo lên được nên họ sẵn sàng chấp nhận một người tầm thường, chứ tuyệt đối không muốn một người bên cạnh mình đột nhiên một ngày nào đó vượt qua mình. Thấy mọi người đã yên tĩnh lại, Châu Khiếu Uyên bình tĩnh nói, ý kiến của mọi người tôi đều đã nghe thấy. Vậy thì bây giờ tôi sẽ nói cho mọi người biết tại sao tôi và ông Tiêu lại đề cử Lý Dục Thần làm minh chủ Võ Lâm. Châu Khiếu Uyên bắt đầu từ mối quan hệ của ông, ta với nhà họ Lý, kể về việc nhà họ Lý ở thủ đô bị diệt môn, Lý Dục Thần được dị nhân chỉ điểm, lớn lên báo thù cho nhà họ Lý. Tôi phát thiệp mời anh hùng, thảo phạt Lý Dục Thần chỉ là cái cớ, mục đích thực sự là muốn tìm ra mấy tên ác ma đó. Những người này không chết thì thiên hạ sẽ không được yên ổn. Đáng tiếc. Tôi vẫn đánh giá cao bọn chúng, tưởng rằng bọn chúng sẽ xuất hiện, không ngờ chỉ là mấy con rùa rụt đầu. Mọi người nghe xong mới vỡ lẽ. Thì ra là thế, tôi còn tưởng sao mà Lý Dục Thần có thể làm ông Châu bị thương được, hóa ra là diễn kịch. Nhưng chỉ vì chuyện của nhà họ Lý mà coi chúng, tôi như những kẻ ngốc, lừa chúng tôi đến Trấn Châu Môn, có phải là quá đáng không? Cũng không tính là quá đáng, tiêu diệt những tên tàn dư của ma giáo là chuyện tốt cho cả Võ Lâm mà. Thế thì phải nói rõ chứ, với sức ảnh hưởng của ông Châu, nói rõ ràng ra thì ai mà không đến. Người của ma giáo không phải là kẻ ngốc, nói rõ ràng thì ai còn đến nữa. Tiêu Sinh cũng đứng dậy nói, nhà họ Tiêu của tôi và nhà họ Lý ở thủ đô cũng là thế giao, tôi và ông nội của Lý Dục Thần, tức là Lý Thiên Sách có tình giao sâu sắc. Khi tôi nghe nói Châu Khiếu Uyên ở Kim Lăng phát thiệp mời anh hùng tề tựu, muốn đối phó với Lý Dục Thần, tôi sợ quá nên vội vàng đến Kim Lăng. Suýt nữa còn đánh nhau với ông Châu. Hai ông già nhìn nhau, cười ha ha. Châu Khiếu Uyên nói, được rồi, nói đến đây là được rồi, đến lúc để nhân vật chính ra sân rồi. Nói xong, ông ta quay người nhìn về phía sau bục chủ tịch. Lý Dục Thần từ từ bước tới, đi lên bục chủ tịch. Anh đứng giữa, toàn bộ sân thể dục lập tức lặng phất như tờ. Hầu hết mọi người đều đã nghe qua tên Lý Dục Thần, cũng biết anh rất trẻ nhưng không ngờ lại trẻ như vậy. Mọi người thường nghĩ rằng anh ngoài 30 tuổi, dù sao cũng là tông sư, dù có tài giỏi đến đâu thì cũng có giới hạn. Nhưng khuôn mặt trẻ trung này, kết hợp với câu chuyện về nhà họ Lý mà Châu Khiếu Uyên vừa kể, cuối cùng mọi người cũng tin rằng, anh chàng này thực sự mới ngoài 20 thôi. Mà khi họ nhận ra, anh chàng miệng còn hôi sữa này có thể trở thành minh chủ của Liên minh Võ Đạo Hoa Hạ, ít nhiều trong lòng họ có chút không bằng lòng,
không cam tâm và khinh thường. Ông Châu, ông muốn diệt ma giáo, trừ gian diệt ác, công đức vô lượng. Nhưng chuyện này không liên quan đến việc thành lập liên minh võ đạo. Ông và Lý Dục Thần có quan hệ riêng nhưng không thể để cậu ta làm minh chủ được. Cậu ta mới bao nhiêu tuổi thôi, muốn làm minh chủ võ lâm thì ít nhất cũng phải khiến mọi người đều phục chứ. Đúng vậy, võ công thế nào thì chưa nói, nhân phẩm đã không đạt yêu cầu. Giết người như ngoé, diệt cả nhà người ta, một người như vậy thì làm sao có thể làm minh chủ. Châu Khiếu Uyên đứng trên bục, lắng nghe những lời bàn tán bên dưới, gật đầu nói, Oác vị nói không sai, muốn làm minh chủ đúng thật phải khiến mọi người phục. Tôi và ông Tiêu chỉ đề cử thôi, các vị có thể phản đối. Vẽ võ công, các vị có thể lên thử, chỉ cần có người thắng được cậu ta, các vị đề cử người khác thì chúng tôi tuyệt đối không nói hai lời. Còn về nhân phẩm, tôi phải làm rõ một số chuyện, có một số chuyện không thể nghe gió là mưa, cái gọi là nghe thì không bằng mắt thấy. Hoàng Phủ Hiền và Nghê Hoài Kỳ cướp bảo vật của người khác trước, chết không oan. Nghê Hoài Kỳ còn đứng vẽ phía nhà họ Phan ở thành phố Long, muốn giết chết Lý Dục Thần. Nhà họ Phan còn phái thuật sĩ đến thành phố Hòa để lấy mạng người, lại còn giam giữ trái phép bạn bè và anh em của Lý Dục Thần, đối xử tàn tệ với họ, còn dùng cả hình phạt điểm thiên đăng khiến người người phẫn nộ. Cho nên có thể nói kết cục của nhà họ Phan là gieo gió gặt bão. Những người luyện võ khi nghe đến ba chữ điểm thiên đăng, sao cũng không khỏi rùng mình. Đây cũng là một hình phạt tàn khốc thời xưa, không ngờ bây giờ. Vẫn có người dùng, lời nói từ miệng Châu Khiếu Uyên nói ra, mọi người cũng không nghĩ ngờ là giả. Điểm thiên đăng, những người phụ nữ bị hành hình sẽ bị lột sạch quần áo và quấn bằng một chiếc bao vải gai. Tiếp đó, họ sẽ bị ném vào trong một vạc đầu để dầu thấm vào chiếc bao. Sau đó, đợt tới đêm khuya, họ sẽ bị trói ngược lên một chiếc cây cao được dựng sẵn ở pháp trường. Những tên đao phủ sẽ đốt phạm nhân bằng cách châm lửa vào chân để lửa cháy dần xuống đầu. Có người nói ngay, được, cho dù nhà họ Phan tự chuốc lấy thì nhà họ Liễu ở thành phố Dũng thì sao? Nhà họ Liễu là gia tộc võ đạo, mọi người đều là người trong võ lâm, chúng ta rất rõ về tình hình của nhà họ Liễu. Trước đây tại đại hội võ lâm ở Tiền Đường, Lý Dục Thần đã dùng kiếm chém chết ninja Đông Doanh, có thể coi là đã giành lại thể diện cho những người dòng võ lâm chúng ta, mọi người cũng đều công nhận cậu ta là tông sư số một Nam Giang, chỉ vì một người phụ nữ gian díu với Liễu Kim Sinh mà đến thành phố Dũng diệt cả nhà họ Liễu, một người như vậy thì làm sao có thể xứng đáng làm minh chứ? Châu Khiếu Uyên cau mày, hỏi, anh tận mắt nhìn thấy nhà họ Liễu bị diệt môn sao? Hừ, cả giới võ lâm Nam Giang đều biết chuyện này mà. Ngày nhà họ Liễu bị diệt môn, Lý Dục Thần đang ở thành phố Dũng. Còn có người phụ nữ đó, bây giờ là bà chủ của quán giang hồ ở thành phố Hòa. Người đó nói. Châu Khiếu Uyên quay sang Lý Dục Thần hỏi, Dục Thần, Liễu Kim Sinh là do cậu giết à? Lý Dục Thần gật đầu nói, đúng vậy, Liễu Kim Sinh là do tôi giết. Dưới khán đài xôn xao. Châu Khiếu Uyên cũng hơi kinh ngạc, hỏi, tại sao? Lý Dục Thần nói, đây hoàn toàn là ân oán cá nhân, Liễu Kim Sinh muốn giết tôi giết lại, chỉ có vậy thôi. Quy tắc võ lâm, họa không đến người nhà, cho dù Liễu Kim Sinh muốn giết cậu, tại sao cậu lại diệt cả nhà họ Liễu? Những người bên dưới la lên. Tôi chỉ giết Liễu Kim Sinh, những người khác, song nhà họ Liễu không phải do tôi giết, Lý Dục Thần nói. Xì, ai tin chứ? Những người bên dưới có chút kích động, dường như muốn đòi công lý cho Liễu Kim Sinh đã chết. A-di-đà Phật, tôi có thể chứng minh. Một tiếng niệm Phật vang lên. Trong đám đông có hai hòa thượng một già một trẻ đi ra. Hòa thượng đi dọc theo đường chạy của sân thể dục, không nhanh không chậm đi đến trước bục chủ tịch. Bần tăng Hải Không, từ nhỏ xuất gia ở Phổ Đà, sau này làm trụ trì ở chùa Bảo Đà trên núi Chiêu Bảo ở thành phố Dũng, đây là đồ đệ của tôi Bình Ba. Ngày nhà họ Liễu ở thành phố Dũng bị diệt môn, cổ trại dưới chân núi Chiêu Bảo xảy ra vụ nổ, đình tỏa giao trên núi sụp đổ. Tôi thấy trong thành máu chảy thành sông. Có tai họa bất tường nên bèn xuống núi xem xét, lúc xuống núi thì gặp vị thí chủ họ Lý này, lúc đó cậu ấy và một vị thí chủ nữ khác đang nhàn nhã tản bộ trên núi Chiêu Bảo. Khi hòa thượng nói chuyện, giọng điệu rất bình hòa, có một sức mạnh từ bi khiến người ta cảm thấy an tâm và tin tưởng. Nhưng vẫn có người nghi ngờ, ông nói là đúng thì là đúng à, ai biết mọi người có phải là một ruột không? A-di-đà Phật. Hòa thượng chắp hai tay lại niệm một câu Phật hiệu, người xuất gia không nói dối. Nói thì hay lắm, hòa thượng này, chắc gì ông đã xuất gia thật đâu. Ông ta là hòa thượng giả đó, hôm qua tôi còn thấy ông ta ăn mì bì trong quán cơm,
chính Lý Dục Thần mời ông ta ăn mà. Ha ha, hóa ra thực sự là một ruộng. Mọi người đang chế giễu thì đột nhiên nghe thấy một tiếng Phật hiệu vang lên. A-di-đà Phật. Trong đám đông có một hòa thượng gầy gò bước ra. Bần tăng Tịnh Tuyền, nguyện bảo đảm cho sư huynh hải không? Mọi người thấy lại có một hòa thượng nữa đi ra thì rất không coi trọng, đang định lên tiếng chỉ trích thì đột nhiên thấy một người trên ghế ngồi của tông sư phía trước đứng dậy, lớn tiếng quát. Đừng ồn nữa, mắt mù à, đây là lão phương trưởng của chùa Hóa Thành ở Cửu Hoa Sơn, pháp sư Tịnh Tuyền đấy. Người nói chính là tông sư Tỉnh Hoàn, Vi Thâm Huy. Chùa Hóa Thành rất nổi tiếng ở Cửu Hoa Sơn, cũng là một trong bốn danh lam của Phật giáo, là đạo tràng của Địa Tạng Vương Bồ Tát. Với thân phận như vậy, cộng thêm lời nói của tông sư nên tất nhiên mọi người kính trọng pháp sư Tịnh Tuyền hơn vài phần. Tịnh Tuyền hơi gật đầu với Vi Thâm Huy để tỏ ý cảm ơn. Nhưng Vi Thâm Huy lại cúi đầu thật sâu, đại sư, đã lâu không gặp. Tôi đã đến Cửu Hoa Sơn vài lần để bái kiến đại sư nhưng đều không có duyên được gặp, không ngờ đại sư cũng đến Trấn Châu Môn. Tịnh Tuyền cười nói, bần tăng ở Cửu Hoa Sơn, cảm nhận được địa khí Kim Lăng có biến nên đến xem thử. Ông ấy vừa nói vậy khiến mọi người lập tức liên tưởng đến bí cảnh Huyền Vũ, trong lòng nóng lên. Vi Thâm Huy gật đầu, chỉ vào chỗ ngồi của mình nói, mời đại sư đến đây ngồi. Nhưng Tịnh Tuyền lại cười xua ta, không cần không cần, hòa thượng quen khổ hạnh rồi, không ngồi được ghế tốt. Nói xong ông ấy đi về phía Hải Không và Bình Ba, vừa đi vừa cười lớn, ha ha ha, sư huynh Hải Không, chúng ta đã 60 năm không gặp rồi nhỉ. Hải Không cũng cười, đúng vậy. 60 năm rồi, ông vẫn gầy như vậy, tôi vẫn nghèo như vậy, ha ha hai. Bình Ba ở bên cạnh tò mò mở to mắt, lúc thì nhìn Tịnh Tuyền, lúc thì nhìn sư phụ, thì thầm hỏi, sư phụ, rốt cuộc sư phụ bao nhiêu tuổi rồi ạ? Hải Không nói, người xuất gia, hỏi tuổi làm gì? Bình Ba nói, không phải sư phụ muốn hoàn tục sao? Còn muốn lấy vợ nữa? Hải Không nói, muốn lấy vợ thì càng không thể nói tuổi rồi, già rồi thì ai thèm nữa? Bình Ba chớp chớp mắt, cảm thấy lời sư phụ nói rất có lý. Có Tịnh Tuyền làm chứng, tất nhiên mọi người không còn nghi ngờ Hải Không và Lý Dục Thần là một ruột nữa. Nhưng vẫn có người cẩn thận đặt câu hỏi, Đại Hòa Thượng, ngài chỉ gặp Lý Dục Thần trên núi, làm sao có thể chứng minh người nhà họ Liễu không phải do cậu ta giết? Hải Không nói, bần tăng chú chỉ ở chùa Bảo Đà, thấy thành phố Dũng máu chảy thành sông nên tất nhiên phải đi xem xét. Đợi đến khi tôi đến nhà họ Liễu thì cả nhà họ Liễu đã chết hết, chỉ còn lại một cái đầu của Liễu Trấn Võ, những người còn lại đều đã hồn phi phách tán. Xét từ ma khí còn sót lại ở hiện trường và chất lỏng bẩn còn sót lại trên mặt đất thì chắc chắn là do ma đạo gây ra. Khi tôi gặp thí chủ Lý trên núi thì hẳn là lúc nhà họ Liễu xảy ra án mạng. Cho dù thí chủ Lý có biết bay thì cũng không thể trong thời gian ngắn như vậy mà giết sạch cả nhà họ Liễu, phi tang xác chết, rồi bay từ nhà họ Liễu đến núi Chiêu Bảo được. Khi Hải Không kể về hiện trường vụ thảm án nhà họ Liễu, ngay cả những người trong giới võ lâm đã từng trải cũng không khỏi nổi da gà. Châu Khiếu Uyên nhân cơ hội lớn tiếng nói, mà đạo giết người bừa bãi, thủ đoạn tàn nhẫn, người người phẫn nộ. Chúng ta là những người luyện võ tu hành, nếu không thể thay trời hành đạo, để lũ súc sinh này sống trên đời thì chúng ta luyện võ để làm gì? Tu hành để làm gì? Chính vì vậy, tôi mới phát thiệp mời anh hùng tề tựu về đây, đồng thời lấy Lý Dục Thần làm mồi nhử. Muốn dụ những kẻ ma đạo đó ra. Năm đó, nhà họ Lý ở thủ đô là gia tộc số một thiên hạ, bị ma đạo diệt sạch trong một đêm. Lý Dục Thần và ma đạo có mối thù không đội trời chung, sao cậu ấy có thể cấu kết với ma đạo để diệt nhà họ Liễu chứ? Không diệt ác ma thì bao giờ thiên hạ mới được yên ổn? Chúng ta thành lập liên minh võ đạo Hoa Hạ chính là muốn đoàn kết sức mạnh của toàn bộ giới võ lâm để thay trời hành đạo, diệt yêu trừ ma. Lý Dục Thần có thân thế đặc biệt, có thù với ma, lại được dị nhân truyền thụ, võ công tuyệt đỉnh, là ứng cử viên lý tưởng cho vị trí minh chủ võ lâm. Đây cũng là lý do tôi và ông Tiêu tiến cử cậu ấy. Bây giờ mọi người còn thắc mắc gì không? Hiện trường vẫn vang lên tiếng thảo luận ồn ào nhưng đã nhỏ hơn nhiều so. Với vừa nãy, đột nhiên có người đứng ra nói, cho dù nhân phẩm của cậu ta không có vấn đề nhưng muốn làm minh chủ võ lâm thì phải phục chúng mới được. Tôi nghe nói cậu ta còn trẻ mà đã là cấp bậc tông sư nhưng chưa ai từng thấy võ hồn của cậu ta, không biết có thật không? Mọi người bèn nhìn về phía Lý Dục Thần đang đứng trên bục. Lý Dục Thần mỉm cười, tôi biết mọi người không phục, cũng không cần phải thể hiện võ hồn gì cả, thể hiện xong rồi thì mọi người vẫn không phục. Muốn khiêu chiến thì cứ lên đây, nói nhiều vô ích.
chỉ cần mọi người có thể thắng tôi thì tôi sẽ nhường lại vị trí minh chủ liên minh võ đạo Hoa Hạ này cho người đó. Anh vừa nói xong thì bên dưới xôn xao. Rất nhiều người nóng lòng muốn thử, không phải là muốn làm minh chủ, phần lớn mọi người đều tự mình hiểu được, trước mặt Nam Châu Bắc Tiêu, ai dám giành vị trí minh chủ. Nhưng nếu lên đài thắng được Lý Dục Thần thì có thể nổi tiếng. Lý công tử, chúng tôi biết trong tay anh có một thanh thần kiếm, anh đã dùng chính thanh kiếm đó xông vào Hiệp hội Võ Đạo Hoa Đông, giết chết mấy vị tông sư. Dựa vào một thanh thần kiếm để so tài thì không công bằng, cũng không được coi là bản lĩnh gì cả. Lý Dục Thần cười nói, anh nói đến thanh kiếm này sao? Trên tay anh đột nhiên xuất hiện một thanh kiếm đen, cắm phập một cái xuống bục. Hôm nay, tôi lập ra quy tắc, tôi không dùng kiếm, cũng không dùng bất kỳ binh khí nào khác, mọi người lên đây, ai có thể qua được một chiêu của tôi mà không bại thì coi như tôi thua. Tôi nhường lại vị trí minh chủ võ lâm cho người đó, còn thanh kiếm này, tôi cũng tặng cho người đó luôn. Lời nói của Lý Dục Thần đã chọc giận toàn bộ những người trong giới võ lâm có mặt ở đây. Như này là không coi toàn bộ giới võ lâm thiên hạ ra gì. Bao gồm cả mấy chục vị tông sư đang ngồi trước đài cũng nhíu mày. Ngay cả Tiêu Sinh và Châu Khiếu Uyên cũng rất kinh ngạc, cảm thấy Lý Dục Thần quá kiêu ngạo, quá tự phụ. Một thanh niên đứng ra nhảy lên đài, chắp tay, hình ý trương dương, tôi không muốn làm minh chủ gì cả, chỉ thấy anh quá cuồng vọng nên thay bố anh ra tay dạy dỗ anh một chút. Lời vừa dứt, người đã bay ngược ra ngoài, ngã mạnh xuống đất, run rẩy nôn ra máu. Lý Dục Thần lạnh lùng nói, không biết nói thì đừng nói. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 69.